Kính thưa quý thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến, em tên Nguyễn Quỳnh Khả Ái, học sinh lớp 7A1, trường trung học cơ sở Bến Trạch. Em rất vui và vinh dự khi được tham gia buổi xếp sách hôm nay. Như chúng ta đã biết, Bác Hồ kính yêu, người là niềm tin, niềm hy vọng, niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại một hệ thống tư tưởng, quan điểm toàn diện và sâu sắc cho thế hệ chúng ta học tập và noi theo. Trong đó có quan điểm vì đạo làm người, Bác coi đó là một phần không thể thiếu của đạo đức và rèn luyện đạo đức, vì đạo đức là gốc, là nền tảng cần có của người sống làm việc đúng đạo lý. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đạo đức là nền tảng của người cách mạng, cũng giống như gốc của cây, ngọn nguồn của sông, của suối. Chính vì vậy, những giáo huấn của Bác luôn sống mãi trong triệu trái tim người dân Việt Nam cho hôm nay và cả mai sau. Để buổi giới sách hôm nay, em xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn bộ sách Kể chuyện Bác Hồ do Trần Ngọc Linh, Lương Văn Phú, Nguyễn Hữu Đẳng sưu tầm và tuyển chọn từ nhà xuất bản Giáo dục Phát hành hồi năm 2014. Cuốn sách gồm nhiều tập, mỗi tập đều mang hàm chứa những nội dung và những bài học sâu sắc, đào đó lòng người qua những mẩu chuyện nhỏ về cuộc đời, hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả ba tập đều hay, tuy nhiên em có nhiều ấn tượng nhất với tập 3, vì ngay từ trang bìa cuốn sách với bức ảnh Bác Hồ đang mang khăn quàng cho một cháu gái học sinh thể hiện tình thương dành cho các bé thiếu niên nhi đồng. Số đăng ký cá biệt là 2345, rất dễ nhớ, dễ tìm trong thư viện. Trong sách gồm có 86 câu chuyện mỗi chuyện khác nhau và có 457 trang. Phía sau là phần giới thiệu các bộ sách khác của Bác để mọi người có thể tìm đọc và nâng cao hơn kiến thức về cuộc đời, hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một cuốn sách vô cùng bổ ích để chúng ta có thể thấy rõ nét hơn về tấm gương, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và qua đó, nhiều địa danh, vùng miền địa phương cùng nhiều cá nhân cùng lồng ghép khéo léo qua từng mẫu chuyện. Em đã đọc qua tất cả các mẫu chuyện trong sách, hẹn nào em cũng cảm thấy hay. Ngoài ra, sách từ trang 201 đến 236 có 52 bức ảnh về Bác. Mọi người có thể tìm đọc các mẫu chuyện và xem những hình ảnh của Bác qua sách. Nhưng câu chuyện 56, đời sống của nhân dân quan trọng hơn, trang 351. Đây là câu chuyện làm em ấn tượng nhất và em đã đọc đi đọc lại nó rất nhiều lần. Em xin kể lại câu chuyện. Câu chuyện bắt đầu từ năm 1951, có hai nhà quay phim chiến sĩ người miền Nam tên là Lê Minh Hiền và Nguyễn Thế Đoàn được tham gia vào đoàn. Các anh em ra được Bác đón tiếp thân mật, gần gũi, vui tươi. Đoàn làm phim trình bày và gợi ý xin được quay một số hình ảnh hoạt động của Bác hàng ngày. Bác đồng ý. Đoàn làm phim lại trăn trở muốn ghi hình Bác mặt đẹp để trên phim, nhưng mà ngày qua ngày Bác cũng mặc quần áo giản dị. Đoàn làm phim thì lo sợ đem về miền Nam chiếu lên, đồng bào có thể là quá xúc động hoặc là chê trách người quay phim. Kiềm nén không được, cuối cùng hai đồng chí cũng thỏa thẻ và gợi ý Bác mặc bộ kaki đệm cán kiểu Tôn Trung Sơn, bộ độc nhất của Bác để quay cho đẹp. Tưởng Bác đồng ý, nào ngờ Bác nói: "Bác là như thế đấy, có thế nào các chú cứ thế mà quay." Đoàn làm phim không từ bỏ, tiếp tục năn nỉ Bác. Để đoàn vui và hoàn thành nhiệm vụ, Bác cùng đành mặc cho đai ba lần. Còn những cảnh khác như trồng rau xanh, đánh máy chữ, lội suối, cưỡi ngựa, Bác vẫn mặc quần áo giản dị như thường. Đoàn làm phim còn định xin quay thêm một số cảnh nữa vì đời sống hàng ngày của Bác rất đa dạng. Nhưng Bác nói: "Thôi, đời sống của Bác lúc này không quan trọng bằng đời sống của nhân dân." Một câu kết ngắn gọn, xúc tích, ngắn gọn nhưng sâu lắng, đầy ắp tình người, mang nhiều cảm xúc nhân văn, vừa hàm chứa như một lời dạy, một lời nhắc nhở, một lời khuyên răn nhẹ nhàng, nhưng rung động biết bao nhiêu trái tim người đọc, khiến chúng ta phải suy nghĩ và nhìn nhận lại cách sống, cách ăn mặc, cách ứng xử của mình đã qua đối với đồng bào, dân tộc. Qua câu chuyện, chúng ta có thể thấy được đạo lòng người của Bác sáng ngời như sao bắt đầu, thể hiện rõ đức tính, cần, kiệm, liêm, chính, chỉ công vô tư, giản dị, yêu thương. Qua đó, ta khi đọc cuốn Kể chuyện Bác Hồ tập 3, cuốn sách này giúp ta rút ra được rất nhiều bài học. Ở đời, phải làm người là phải thương nước, thương dân, thương nhân loại khổ đau bị áp bức, phải làm sao cho đất nước được độc lập, nhân dân được tự do, hạnh phúc, giữa cái tấm chân thành, dung hòa kết hợp được cả cái lý, cái tình, chứ không nên sống ích kỷ, chỉ lo vun vén cho bản thân. Với độ tuổi còn cấp sách đến trường như chúng ta hiện nay, thì để việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách thiết thực và tự giác nhất, đó chính là mỗi học sinh chúng ta đều phải cố gắng học thật giỏi, học chuyên cần, trao dồi kiến thức theo năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên từng ngày từng giờ ở gia đình, ở trường, ở cả trong đời sống xã hội. Qua phần giới thiệu, em hy vọng dù ở lứa tuổi nào, các bạn đều có thể đọc cuốn Kể chuyện Bác Hồ tập 3. Cuốn sách này giúp ta rút ra được nhiều bài học cho bản thân. Thư viện trường trung học cơ sở Bến Trạch sẵn sàng chào đón quý thầy cô và các bạn đến tham quan. Hãy đến thư viện để được cảm nhận không gian thoáng mát, tủ sách gọn gàng, sắp xếp khoa học, bàn ghế khang trang, luôn cho người đọc cảm giác dễ chịu, thoải mái.
phần giới thiệu của em đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe.